Tiếp theo là mình lên con Siêu Út nha. Anh em nào có nhu cầu thì xem kênh YouTube thì Siêu Út này mình để cái một cho anh em gì xài luôn. Bao đề bộng điện nước đầy đủ 11 triệu. Máy móc là còn ngon hả anh? Máy móc còn ngon im. Còn về cái về dàn áo là kinh thấy nó còn gần như mới nha mọi người. Thì trong đây mình chỉ quay sơ lược thôi, mình không quay kỹ nha, mình báo giá là để cho anh em coi không có mất thời gian của anh em. Thì tiếp theo con này là 12 năm nha. Con custom 12 năm nha. Custom 12 năm này thì bao đây là máy chắc nha, xe này không có bớt nha. 12 năm nếu anh em nở cứ xa thì chỉ từng ship thêm. Rồi, tiếp theo luôn. Rồi, tiếp theo mình con này thì 6 triệu rưỡi nha anh em. Bao chắc nha, có bớt từng sang cho anh em. Xe này dọn tình trạng như mới nha. Xe này là xe tình trạng như mới luôn. Rồi, tiếp theo là con đời đời gà quê này cao hơn con kia nha. Con đời gà quê này bánh mâm thắng đẻ thì khỏi nói rồi. Là con này cũng 14 triệu nha. Bánh mâm thắng đẻ, đặc biệt con cái là máy bao zin bao chắc. Thì để cho siêu thị 68 quay lướt ra đi. Tiếp theo là con quên pha lốc đen xịn nha. Quên lốc đen này đầu bò ET nha anh em. Thì con này thiếu ai cặp bựng gió. Bô thì bô lớn nha, con này bô lớn nha, bô nổ rất êm. Giá con này cửa hàng mình ra nhiêu anh? Giá con này cửa hàng mình ra là 15 triệu. Tình trạng máy móc còn ngon nha mọi người. Còn cái dàn áo thì liền lạc cứng cáp ha. Ai có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại ở phần mô tả đó. Con này nhìn cái sườn là khỏi chê nha. Con này 15 triệu là giá không có bớt nha. Rồi tiếp theo mình cái hàng phía sau thì sao anh? Giờ mình sao chưa thanh lý. Chưa thanh lý hả? Tiếp theo là quay cặp này luôn đi. Con cúp tôm này thì xe bao zin nha. Con cúp tôm này là xe bao zin luôn nha. Chỉ có hơi đóng bụi à? Hơi đóng bụi thôi, máy bao zin. Bình xăng đâu còn khá chắc chắn nha. Quay bình xăng cho người xem nè. Máy móc thì thầm nha mọi người. Ngoài ra là cái lốc này là chưa sơn luôn nha anh em. Xe là bao zin nha, cái lốc này là chưa sơn lốc luôn nha. Cần thắng số rồi zin đầy đủ chưa? Thì xe có cũ thôi 5 tháng nha mọi người. Ngoài ra thì đằng sau mình cũng còn một số xe nha. Đằng sau còn hai chiếc Queen pha lốc đen nha. Thì xe trong kho tối quá thì mình chỉ quay lướt quá thôi nha. Anh em thông cảm đi. Cái này giới thiệu sơ nha, còn ai mà muốn tìm xe đó thì liên hệ hỏi cửa hàng nha. Mình còn đây con 100 trắng nữa. Thì anh em thông cảm nha. Giá của khu vực này là nó dao động từ nhiêu tới nhiêu anh? Giá khu vực này dao động từ 15 tới 4 triệu. 4 triệu nói chung xuống, là từ 4 triệu tới 15 triệu ha. Đúng rồi. Như chẳng hạn như con này sao anh? Chẳng hạn như con này thì 6 triệu. Con này thấy gì cho đem ra ngoài đẹp lắm nha. Như xe mới luôn á. Áo bộng đồ lên kem nha. Bây giờ mua xe dẻo ha, 5-6 triệu, 4-5 triệu có rồi. Còn con màu cam này thì cũng còn luôn nha. Con màu cam này thì cũng còn nha. Anh em nào có thiện chí ấy thì cứ điện trực tiếp nha. Thì mình thời lượng mình ở đây là chắc cũng hết rồi, anh em chờ tiếp sau nha. Thì siêu thị 68 xin chúc anh em bà con cô bác anh chị Tết nhất nha, được mùa được vụ nha. Rồi cảm ơn, xin chào nha, chúc anh em xin nhiều sức khỏe.